Hello, bạn nào nhu cầu mục đích Liên Quân có những skin Airi giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tìm nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vậnmay.net, website chẳng lẻ momo uy tín, đỉnh cao chẳng lẻ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẻ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vậnmay.net để chiến nha. Hello, xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ Camri đi top tiếp anh em ơi. Nhưng mà mình sẽ solo với lại Yuka béo nha anh em ơi. Đây nha, Yuka đầu game gáy rồi, chào cụ đồ, ok, chào hết á anh em à. Rồi cúp bùa kìa. Không biết đầu mùa của anh em như thế nào rồi nha. Ui trời ơi, chiến cung đầu rồi. Adam về đi, Adam về đi. Về đi Thái ơi. Xong. Sao mà cứu, trời ơi sao mà cứu. 4 thằng luôn anh em à. Anh em nhớ đừng quên cho mình nút like nha anh em. 1 nút like nha. Để mình lấy là tương tác nha anh em. Hoặc nút đăng ký kênh và anh em bấm bật chuông nha. Mình sẽ ra video vào 7 giờ hoặc 7:30 tối mỗi ngày nha anh em ơi. Cái rank hiện tại của mình á, mức rank hiện tại của mình là đang 12, 13 sao anh em à. Còn anh em đánh tới đâu rồi nhờ. Nhưng mà mình ráng mùa này nè, trong vòng tuần này này. Này thứ mấy rồi, thứ 6 đúng không? Mình ráng trong vòng 2 ngày hoặc 3 ngày nữa mình ráng lấy cái số 1 luôn anh em à. Ủa nhưng mà mấy ông treo điểm gì, thích solo kill à. Ấy rồi nha, ấy rồi nha. Mày là nhà ra đây. Trời mày luôn, xuống sát mày luôn. Mày ra đây. Từ anh em à. Mình chưa có level 4, có level 4 mới chơi luôn á anh em à. Hồi xuống chợ tim mà tiền hình dưới cũng áo mà dèo dè. Xuống hỗ trợ tim anh em ơi. Lâu rồi mình không quẩy cái skin tuyệt bể biển này nha. Nay quẩy cho anh em xem nha. Có cái nào mình xuống bị dư thừa không anh em. Thôi xuống hỗ trợ tim ăn con rồng cũng được, đâu có sao anh em à. Ăn đi bồ ơi. Cái con này mình chặn hai thằng lại. Đánh, đánh, đánh. Đánh đường này, đánh. Tôi ké này. Không may vào lỡ mình tìm nó ra chết mình. Biến về nhà cái đã. À. Rồi, lấy trụ. Ờ đứng qua đi, nó biến về cái đã. Thằng Yuka nó xuống rồi kìa mọi người ơi. Chờ tôi nào, chờ tôi nào, tôi lấy xuống này. Úi rồi bên Yuka đó. À quy trong bụi, quy trong bụi. À còn trong đây, còn trong đây. À, chạy qua kìa. Chạy đi đâu. Một cặp bùa đỏ xanh cho mình anh em à. Tính ra skin này chơi cũng mướt lắm anh em à. Mướt lắm nha. Đây chờ giờ con Yuka đi qua đây lĩa đó này. Con này khôn thế nhờ. Nó đi bên kia kìa, nó vòng lại kìa. Xong rồi luôn luôn, đậu xanh. Cái con này con gì nhờ. Mình thấy ăn nó chả được cái gì anh em à. Y ni cũng mấy rừng á, mình chả thấy nó ăn được cái gì nữa. À, gáy, Yuka gáy anh em à. Thôi farm đi anh em, không chưa lấy được trụ đâu. Tranh thủ farm thôi. Xíu nữa mình cho mấy này nó biết tay mình anh em à. Anh em nào nhu cầu mua nick này hoặc cày thuê liên hệ ngay Zalo mình, Zalo của mình nha. Hoặc là bên Facebook Hồi Đạt nha anh em ơi. Bên nào cũng được hết nha. Và anh em muốn mua nạc hoặc mà ngon rẻ mình hay up ngoài. Ui ôi ngang tài ngang sức anh em ơi. Trời ơi nó xanh hơn mình quá trời luôn anh em à. Trời ơi nó 4-0 anh em à. Quay. Không khóc nè, không khóc nè. Thôi lính đã. Né nè. Biết ngay mà. Nè. Lính đã anh em ơi. Thôi lên trên lại. À nó mới ăn kinh công xong kìa. Nhồn. Thôi. Mình là thủ trụ. Đáng lẽ mình combo con Alit nó có thể chết nha. Nhưng mà quan trọng nhất là cái trụ mình nha anh em ơi. Thôi nào. Rừng ơi, cần một người hỗ trợ Rừng ơi. Cái gì mà đông thế? Ủa, ba mạng ba xác luôn em. Trời ơi, không may phụ. Gần đến đây phụ rồi Gần ơi. Chiều ơi, không lên là tôi mất chủ ấy. Mày lính đi bồ ơi, lính đi bồ ơi, lính bồ ơi. Y dưới có chủ kìa, ngon kìa. À, tôi về đã. Ôi tem có lợi thế thế nhờ. Để đầu game mình chỉ được vậy thôi anh em mà. Nhưng mà giữa game, lết game mình sẽ làm những điều khó khăn hơn anh em à. Ai chà chà. Xong. Nó dít, nó dít AD trời, quá hự luôn à. Ồ, Yuka 5-0 rồi anh em à. Chắc xíu nó đập dặm mình chết luôn á. Trời ơi, nó nhiều tiền nhất luôn cơ. Chịu khó farm thôi nè. 100.000 cặp nách, 100.000 farm thôi anh em à. Giờ trả được gì hết, vô dụng. Ê, ê. Nè, nè. Không về là chết nè. Không về là chết nè. Không về là chết nè. Ôi, trời ơi, không choáng được kìa, đậu xanh. Bây giờ nó choáng nhiều thế nhờ. À, tóc biến này, bỏ cầu đâu. Không khóc. Ui, má nó nghĩ đâu quá nhờ. Về đi Thái ơi. Ui, nó rỉa đâu quá nha. Chu nó dẫm kìa. Ôi, bình tĩnh nè bồ ơi, chưa có chiêu. Chơi này, Alice này. Hay này. Ui, không ăn được kìa. Đánh luôn. Ngon. Nó ăn được nè. Trời ơi, Yuka kìa. Hay. Ôi, vẫn đã 1-1 luôn anh em à. Chia ra ăn luôn anh em ơi. Rồi, chém mình chém bắt đầu có lực rồi anh em à. Gì vậy? Đồi Bắc hả? Đồi cưng ba. Trời ơi. Đặt bơm kèo là gì? Nhiều cá nói gì vậy? Nói nhiều cái khó hiểu anh em à. Trời ơi, cụ Yuka 7-1 anh em mà. Vẫn còn quả cầu kìa anh em. Nó vẫn còn quả cầu nha. Căng quá nhờ. Chưa đâu anh em à. Muốn à, cái thời gian mà của Airi nó quýnh á. Cái thời gian mà của Airi mà chơi game, quẩy game là mạnh nhất á, là khoảng phút 14 hoặc 15. Còn nếu như mà anh em xanh sớm hơn á, khoảng phút thứ 10 là anh em chém bắt đầu là thấy thấm. Một combo là một chết người, có khi là chết mấy người luôn nè. Từ đó anh em à, cái thu lính thôi. Ôi trời ơi, nó ăn con mắt à. Thôi ăn luôn. Trụ chứ nè bồ ơi. Oh, my friend. Quay. Chạy top 1 ID. Chạy. Ôi dồi ôi, không chết đâu rồi. Ôi dồi ôi, tựa đầu xanh nó không chạy kịp anh em à. Lily là kịp rồi, biết đâu chứ. Uầy, khó chịu thế nha. Trụ dưới kìa. Chắc mình nghi mình lên cái giáp phép không nhờ. Lên giáp phép không nhờ. Trời ơi, đánh lộn nữa kìa, trời ơi, chờ tôi nào mọi người ơi, chưa có người mà. Ui, không có máu anh em à. Kê cho mít mình về, cho sụp bọn trong rừng mình về thôi chứ. Khó chịu thế nha. À, vô ca nó nhảy kìa anh em à. Á, cày ghê nha. Ui, đi ly rồi, ui, hay thế nha. Trời ơi, giờ này mà xanh đều hết là mệt mỏi. Yuka nó quá xanh anh em à. Lily chơi quá tốt luôn. Ý cây xa kìa. Giờ nó không dám vô trước, tôi phải coi má nữa nè. Ngồi nó ăn luôn rồi, không kịp. Đỉnh núp này con cây vào. Mà chứ là à đây chắc con đậm sẽ nó qua đây nè. Chắc chắn nó sẽ qua đây này. Rồi xong rồi, ai cũng được. Ôi choáng kìa, đậu xanh cây thế nha. Trời ơi, nó choáng mình phải nói là ba lần luôn á. Alice đặt ulti này rồi thêm nó choáng cái Slim này, thêm một cái choáng của Alice này, ba cái choáng mà không chém được. Mình quăng chiêu một đường mình chém một phát là có khi chết hai người anh em à. Còn lướt quá chờ lướt luôn, cày thế nhờ, choáng nhiều quá, choáng đi. Game khó nha. Nó bắt đầu giờ này gì giờ của mình chơi anh em. Đây, mình sẽ không làm anh em thất vọng đâu nha. Mình nói hứa với anh em phút 14 là ai đi làm á vậy. Trời ơi, giật mình anh em à, cái đầu xanh đó, tao bị ú diêm. Nó nhảy vào phát trò muốn hự luôn anh em ơi. Quẹt cái nhẹ nữa kìa máu má, cay ghê giờ. Trời ơi, giật mình luôn á. Nãy mình nó dụng combo cho mình chết luôn anh em à. Thiệt luôn á. À, trên kia kìa. Từ từ nào. Ôi dồi ôi, lỗi rồi. Ôi, chết ở dưới luôn rồi, dưới ở đây kìa. Hay. Né được ulti con Quy là ngon rồi đó. Slim nè. Ơ, cái đậu sao nó quăng cái lao chết má mà chúng mình kìa. À, chiều này báo đó nha. Bị cái gì là bị cái gì? Bắt. Ngoài này. Bắt. Ôi trời. Đánh. Ngoài. Ôi. Hay kìa. Rồi đã hết chiêu, hết chiêu. Bình tĩnh nè mọi người. À, thủ ăn kinh công nè. Ui ra đây kìa. Trời ơi. Rồi xong luôn rồi, đâm chết luôn rồi. Lui bồ ơi, tôi kê về này. Nè đánh này nè, mất nước này. Ui quả cầu kìa. À đây. Ít rồi. Chặn tay quá anh em à. Ok cho team mình ăn cũng được anh em ơi. Ông mà đi ông cứ sao nha, đi đổi thế. Từ từ bồ ơi, chưa có chiêu này. Đồ dồn đủ đam ở đâu mà. Ơ, choáng kìa. À, đồ chạy à, đâu có được. Đồ chạy đâu có được. Giờ này là giờ của cậu bó. Nè, Yuka này. À, chào cụ, con chào cụ nha. Cậu chào cụ nha. Sao nãy gáy mà cái gì làm vậy này như nào nha. Ăn cây sao rồi ép mọi người không? Để đến cao này. Cái gì vậy? Chào. Thích chưa? À quả cầu này. Oe. Chủ win anh em ơi. Oe. Còn giáo sinh này win rồi anh em ơi. Oe. Ngoài nè. À, thằng kia đòi sống này. À. Ôi Yuka này. Ui. Win rồi. Ok, hẹn anh em vào đây ngày mai nha. Và anh em nhớ cho mình nút like cái kênh nha anh em ơi. Bye bye.